Anh dưới anh đang đứng trên cổng chờ kìa. Này chỉ có quay phim mới đẹp thôi chứ còn. Đúng là biển trời Việt Nam nó tuyệt vời ha, quá đẹp đi. Lên cái chùa đi. Đây mà bỏ mở cái thác ra dưới đây nè. Này trời đẹp gì đó. Trời xanh trong. Xưa mình đặt. Chùa này hả? À, nó thấy giống Trung Quốc không? Nó là cái núi rồi đó. Đúng nguyên cái núi luôn của cái chùa. Này con chùa xe nhỏ vậy. Số đen là em không chạy về số đâu, để không luôn á. Mo là với điều kiện là xe ấy kìa, xe nhẹ kìa, chở nặng mo. Đậu cha. Nó có chỗ đậu luôn. Người ta tắt vô ta đá hoài. Thôi xe không đá nó khác xe. Xe hơi luôn á. Thôi. Chắc phải có bãi đất trống này nó mới cho dừng. Bãi đất trống mới cho dừng. Không biết chỗ đây đâu mà dừng. Dừng là nguy hiểm chứ không phải là. Chiếc chế một ngàn chắc tôi lên à. Đổ là xe đừng nói mấy cái đó. Nó nghe cái nó chạy vậy. Được không? Quắc hả? Ừ. Kêu hiệp ra. Đi ra. Đâu cũng ra xong. Đẹp thôi. Chỉ có thấy núi thì rừng đẹp. Đó, dòng đường thẳng tắp dẹp đèo gì mà đèo. Nó đang đổ dốc thôi đúng không? Siêu tốc này đó, thấy chưa?
vô trong đó cũng đi chơi tàu lượn siêu tốc, cảm giác mạnh đúng không? Nè, nè, đó, thấy không? Đó, thấy không? Đêm vàng quá không? Yeah. Đêm vàng quá. Đó, đó. Siêu tốc đó, vậy, gì đâu. Đây, đây là cảm giác bằng chí dừng làm đâu. Bữa anh làm lò 2, em làm lò 2 là một con cảnh. Nè, chỗ này có chỗ dừng cho Hiệp nè. Đó, thấy không? Đất rộng rồi, đất rộng rồi. Đó, thấy nè. Thôi lụng với người ta không, trời ơi. Phải vô quán cà phê mua một cái thẻ.